Các bạn đang nhìn thấy cái email của một người gửi cho tôi tên là Robert Angle vào lúc 9:08 sáng ngày hôm nay. Đây là cái hình của anh Robert. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện để cho các bạn nhớ về cái việc là tìm cách hay tìm cớ. Và nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm cách, mà chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm cớ. Và trên cái hành trình mà bạn lớn lên, bạn phát triển, sẽ có rất nhiều lần có thể bên trong của các bạn tự bảo cho các bạn là tìm cớ đi, tìm cớ để từ bỏ một cái ước mơ này, tìm cớ để từ bỏ một cái dự án kia, tìm cớ để không làm điều này, không làm điều kia. Và cũng sẽ có rất nhiều lúc các bạn sẽ tìm bằng cách này, bằng cách khác để làm được những việc mà mình muốn. Thì cái câu chuyện mà Robert của ngày hôm nay đó là minh chứng cho cái việc là nếu mà chúng ta muốn làm những điều tuyệt vời, muốn đeo đuổi những cái đam mê, muốn biến mình trở thành những cái phiên bản mà không phải ai cũng làm được những việc như chúng ta làm, thì các bạn chỉ có một cách thôi, đó là tìm cách, chứ không thể để cho cái việc tìm cớ nó len lỏi vào trong cái hành trình phát triển của các bạn được. Và bên cạnh của các bạn đó, những người các bạn biết, những người các bạn làm việc cùng, những người trong mối quan hệ của các bạn, những người trong cái cộng đồng các bạn sống, sẽ có rất nhiều người sống một cuộc sống là tìm cớ. Rồi tôi hy vọng qua cái email này, qua cái video này, qua cái câu chuyện này, tôi hy vọng là các bạn sẽ có một cuộc sống luôn luôn tìm cách, thay vì cho dù một khoảnh khắc nào mà các bạn cho phép các bản thân mình là tìm một cớ để thoái thác một điều gì đó, thì hãy nhớ về cái video ngày hôm nay, ok? Trên tay tôi là cuốn sách The Choice này việc viết bởi cô tên là Edith Eger. Và Edith Eger là một nạn nhân của phát xít Đức, là người Do Thái. Và các bạn nào mà thích lịch sử, biết về cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, biết về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đó là cái thảm họa của nhân loại khi cái nhóm phát xít nó muốn tận diệt những người Do Thái, bởi vì người Do Thái giỏi, tận diệt những người Do Thái bởi vì bao nhiêu cái lý do thì mình không biết, nhưng con người giết con người và giết hàng loạt như vậy, phải tìm mọi cách để mà cái những người theo Do Thái phải gọi là bị tận diệt, không còn trên cái cõi đời này nữa. Thì Edith là một trong những người Do Thái bị phát xít Đức bắt cả một gia đình nhét vào trong cái gọi là địa ngục trần gian, tên là Auschwitz. Địa ngục trần gian đó là nơi mà phát xít Đức họ giết hàng triệu người Do Thái bằng cách là làm việc khổ sai, cực lực, mà không cho ăn, không cho uống, không có đủ gọi là trang thiết bị để ăn ở, để chống lại cái thời tiết khắc nghiệt là một. Và thứ hai á, là những người mà làm việc không được, không có sức khỏe, không đảm bảo được cái công việc, thì họ lại bỏ vào trong những cái nhà mà cho khí ngạt vào để chết hàng loạt xem đốt xác. Thì mẹ của Edith là người bị bỏ vào khí ngạt, bởi vì sao? Bởi vì bà lớn hơn 40 tuổi, mà thời đó là đi vào trong nhà tù của Auschwitz ấy, thì những người nào trên 40 tuổi và những người dưới 14 tuổi auto. Bà ở trong cái địa ngục trần gian đó cùng với người em của mình, và họ là một số vô cùng ít may mắn sống sót được cái địa ngục trần gian, sống sót được qua cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và bà viết cuốn The Choice này, cuốn sách rất là hay. Và các bạn biết không, ngày xưa tôi rất là ghét lịch sử. Tôi cảm giác là ở cái môn lịch sử nó không có cái gì đó nó lôi cuốn được. Cho tới sau này tự nhiên mình càng đọc sách mình càng cảm giác là ok. Tự dưng á, cuốn sách này sẽ dẫn qua cuốn sách khác, nó dẫn tới một cái chuyện khác. Và cuối cùng á, cái hành trình mà chúng tôi phỏng vấn chuyên gia trên 60 quốc gia trong vòng mùa dịch Covid, tự nhiên mình lại bắt đầu cái hành trình đó để đem những câu chuyện của những người giỏi, những kinh nghiệm của họ, những cái trải nghiệm của họ, những kiến thức của họ, những cái gợi ý, những cái tips gì đó mà họ là chuyên gia mà, để đem đến lại chia sẻ cho những người xem video của tôi và Vivian làm thông qua những buổi phỏng vấn như vậy đó, để chia sẻ lại trên cái nền tảng Instagram này. Tự dưng một câu chuyện qua câu chuyện kế tiếp, qua câu chuyện kế tiếp, rồi nó đang sang kiểu gì đó, cuối cùng là mình lại trở nên rất là hiếu kỳ về lịch sử. Tại sao tôi lại gặp được những con người mà đặc biệt như vậy?
tại sao tôi lại gặp người mà họ đứng giữa cái thềm của chiến tranh thế giới thứ ba, khi mà Mỹ và Cuba nó chuẩn bị gọi là bùm nhau đó. Thế rồi khi tôi mua cuốn sách của The Choice này ở tại sân bay Đà Nẵng này, đó là cái ngày mà tôi và bà xã đi công tác, và mình ghé vào cái tiệm sách Phương Nam, là một cái kiosk nhỏ ở trong giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng thôi. Và tự nhiên mình nhìn thấy cuốn sách cái, The Choice, Even in Hell, Hope Can Flower. Nó có cuốn tiếng Việt nha các bạn, có cuốn tiếng Việt, cuốn này rất là hay, của cô Edith Eger. Thế là mình mới mở mua cuốn sách này và đọc. Và từ cái lúc mà tôi đọc cuốn sách này, tôi mua cuốn sách này, tôi đọc cuốn sách này, cho tới khi tôi về Sài Gòn, cho tới những ngày sau đó, là tất cả là tôi làm là đọc nó. Rồi xong đó mình mới hỏi là ok, sao con người này nó hay quá vậy, sao bà này có thể trải qua những cái bước thăng trầm của cuộc sống này và vẫn còn cái niềm tin và có hy vọng dạy cho người khác là làm sao để có thể lan tỏa cái sự tốt lành trên cái thế giới này, giúp cho những người mà đang chật vật, đang khó khăn nhìn thấy cái gọi là hy vọng. Những người lính sau chiến tranh bị bao nhiêu là cái lệch lạc về suy nghĩ, lệch lạc về xúc cảm, căng thẳng, bị stress, thì nhờ cô Edith này để giúp cho họ tìm thấy lại được chính bản thân của mình. Rồi cô cũng từ cái hành trình là vượt qua cái địa ngục như vậy, cô qua Mỹ rồi vươn lên để trở thành một trong những người tiến sĩ rất giỏi trong mảng tâm lý học. Mà tâm lý học của cô là tâm lý học chữa lành nữa, là healing psychology, để giúp cho người ta có thể chữa lành những cái vết thương của họ, chữa lành những cái tổn thương của họ. Và mình nhìn một cái hành trình là từ cái xác suất chết rất cao như vậy, để rồi chiến tranh nó được gọi là kết thúc, thì lại đi qua một cái khổ ải khác. Đó là lúc đó là Slovakia là nước của cô á. Cô là người gốc Hungary nha các bạn, nhưng mà sau lấy chồng thì cô qua Slovakia, cô ở sau chiến tranh. Slovakia thì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Đó là cái địa ngục trần gian thứ hai trong cuốn sách của cô nói, mặc dù chúng ta không biết là nó như thế nào, nhưng mà trong cuốn sách của nó đó là một cái địa ngục trần gian thứ hai, làm gì cũng không được hết. Rồi cô chuyển qua Mỹ, cô chuyển qua Mỹ ở thì lại cũng bị kỳ thị. Về ngày xưa người Mỹ cũng không phải là quá cởi mở như bây giờ, họ cũng kỳ thị những người không biết tiếng, những người từ nước Đông Âu, họ kỳ thị, họ không biết cái hành trình của cô như thế nào, cái gian nan của cô như thế nào. Cô không biết tiếng Anh nhận dạng như vậy, và cái bởi vì cái không biết tiếng Anh như vậy nên bị kỳ thị rất nhiều, phải làm những công việc vô cùng tệ hại. Và từ những công việc vô cùng tệ hại như vậy, cô vô cùng thấp hèn ở trong cái xã hội này. Bắt đầu cô dần dần học lên đại học, học lên tiến sĩ, và ra trường là top trong trường luôn, trường là trường nổi tiếng luôn. Để bây giờ là hành trình rất là đẹp như vậy. Thì khi tôi đọc, tôi mới nói là ok, tôi muốn phỏng vấn cô. Tôi đã phỏng vấn bao nhiêu chuyên gia trên toàn cầu, bao nhiêu câu chuyện hay, tại sao mình không thử nghĩ là mình có thể phỏng vấn Edith hay không. Mà tại cái thời điểm mà tôi có cái ý tưởng nó cầm cuốn sách này lên, là cô đã 94 tuổi rồi bạn các bạn. Thì liệu là cô còn sống hay không, còn minh mẫn hay không. Và mình bắt đầu lên là thử tìm hiểu, thử xem thử là Edith còn sống hay không, còn minh mẫn hay không. Thì yes, thế cảm giác là cô vẫn còn sống và còn rất là minh mẫn, vẫn rất là hoạt động active. Nhưng cho 2 tuần liên tục không thể tìm được thông tin nào để liên hệ với Edith trừ cái website của cô. Mà lên đến cái website của Edith thì bắt đầu có cái form để điền vào là liên hệ với lại cô Edith, thì mình cũng gửi email một lần, mình gửi email lần thứ hai, không có một cái phản hồi nào hết sau 2 tuần. Rồi sau đó mình mới nghĩ là ok, wow, maybe là cô có thể lớn tuổi, mệt mỏi, cô không muốn nói chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu như có thể mình sai thì sao? Tôi có đang cho tôi cái cớ là bởi vì là bà là người nổi tiếng, bởi vì là bà đã lớn tuổi nhưng bà đọc email nhưng bà không muốn phản hồi. Đó là những cái cớ để làm gì? Để tôi ngừng lại cái việc tìm, để tôi ngừng lại cái việc liên hệ với lại Edith, để tôi ngừng lại cái hy vọng là mình có thể phỏng vấn được cái người phụ nữ tuyệt vời này. 2 tuần trôi qua tìm không được gì hết. Tôi tìm tiếp thông tin là về những người thân trong gia đình của cô. Bà Edith này có một người con, bà nhắc trong cuốn sách này rất là nhiều lần, tên là Marianne.
thì mình tìm thông tin của Marianne, mình thấy là té ra là hai người này, hai mẹ con này đều phỏng vấn chung với nhau trong rất nhiều báo đài CNN, CNBC, rất là nhiều của cuộc phỏng vấn nổi tiếng trên thế giới của những cái hãng lớn. Tuy nhiên, thông tin để tìm ra tiến sĩ Marianne cũng không được luôn, cũng không có một thông tin gì hết, không có website, không có LinkedIn, không có Facebook, không có cái gì hết. Tìm Edith đã không ra, tìm Marianne không ra. Lại một lần nữa tôi kêu là hay, chắc là không được đâu Hà ơi. Mấy người này họ họ đã muốn chặn thông tin rồi, họ không muốn tiếp cận với người khác để làm mất thời gian của họ rồi, cho nên là thôi ngừng đi. Đó, các bạn thấy không? Đó là tìm cớ, tìm cho mình một cái lý do để mà ngừng cái hành trình tìm mà mòn mỏi như vậy. Nhưng rồi tôi mới nói là ok, nope. Nếu mà mình để cho cái cớ nó cản đường, thì cái việc mình có thể tương tác với lại Edith, việc mình có thể thể hiện cho người khác biết được qua cái hành trình Inside Sharing là mình phải vượt sóng và phải tìm những cái phương pháp nào để mình chứng minh mình có thể làm được và làm những cái điều phải đặc biệt hơn người khác. Thế là lại bắt buộc mình phải đập tan cái ý nghĩ là tìm cớ, đập tan cái ý nghĩ là bỏ cuộc, đập tan cái ý nghĩ là không làm được, bắt tiếp tục là tìm cách. Thì Marianne có cái last name là Angle, cái last name là cái tên họ của cô là Angle chứ không phải là Eager, tên là Marianne Angle. Thì mình cứ ok, cái họ này cũng là một cái họ rất là lạ, thì thử tìm hiểu xem thử là chồng Marianne là ai. Thì phát hiện ra chồng Marianne là một người vô cùng nổi tiếng các bạn. Chồng Marianne tên là Robert Angle, là cái người mà nãy mà trên cái email lúc 9:08 gửi cho tôi ngày hôm nay đó. Thì Robert Angle là người được giải Nobel về kinh tế. Wow, các bạn thấy không? Cái hành trình của cô Edith này đi qua bao nhiêu giông bão để mà điểm có ngày hôm nay, cuối cùng con của cô đã lấy một người cũng rất là nổi tiếng là Robert Angle. Và tôi nói là ok, vậy thì làm sao để liên hệ với Robert? Thế phát hiện ra là Robert có khả năng liên hệ dễ dàng hơn là Edith, dễ dàng hơn là Marianne, bởi vì anh là giáo sư tại trường đại học NYU, là New York University, một trường rất là nổi tiếng. Thì mình mới vào cái NYU, mình đi tìm thông tin của Robert. Rồi Robert, mình gửi email trên cái email qua cho Robert, không thấy phản hồi. Mình mới kêu ok, có những cái phương pháp nào để liên hệ tiếp với Robert hay không? Thì thấy là anh có rất là nhiều nghiên cứu với lại European Bank, những cái gọi là ngân hàng châu Âu. Thì mình mới coi những cái nghiên cứu của ông, những cái báo cáo của ông, thì có một cái email khác của Robert. Thế là mình mới email Robert thêm một lần nữa. Và sáng nay, các bạn thấy không? Robert trả lời email lại. Cái cách tôi viết email cho Robert nó như thế nào để thể hiện cái sự nghiêm túc của mình, cái sự chân thành của mình. Mình muốn làm cái việc gì đó, mình muốn liên hệ, mình muốn nhờ Robert để kết nối với mình với Edith, kết nối với mình với lại vợ của ông là Marianne. Và ông trả lời email ngược lại là ông cảm giác là rất là thích cái heart feel, nghĩa là cái email mà rất là đầy tình cảm của mình viết cho ông, của tôi viết cho ông. Rồi ông connect con của ông, connect vợ của ông cho tôi kết nối, để và cái là ok để cho chúng ta tự làm cái việc kế tiếp. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà chỉ cần tôi để cho cái cớ nó trỗi lên, tôi để cho cái cớ đó là một cái lý do để mà mình ngừng, thì sẽ không bao giờ nhận được cái email của Robert, sẽ không bao giờ biết được Robert có một người con tên là Jordan, sẽ không bao giờ có một cái cơ hội đến gần như vậy để gặp Edith. Mặc dù là gặp hay không gặp nó không có phải là cái chuyện mà mình kiểm soát được, tuy nhiên nếu không cố gắng tìm cách, không cố gắng tìm cách thì cái việc đó sẽ không bao giờ được hết. Thì trên cái hành trình của các bạn cũng như vậy đó, có bao nhiêu ước mơ các bạn đặt ra, có bao nhiêu mục tiêu các bạn đặt ra, có bao nhiêu cái thói quen mà mới mà các bạn muốn xây dựng, mà trên cái hành trình các bạn đi, các bạn có thể để cho mình một giây phút nào đó, một cái cớ nó len lỏi vào, nó là ok tôi mệt quá, tôi không tập thể dục, tôi nay người nó không có khỏe cho nên là khỏi dậy sớm. Những cái cớ đó là những cái thứ nó sẽ len lỏi vào cái hành trình và nó biến cho cái việc mình muốn có một cái thói quen tập thể dục nó tan biến, muốn một cái thói quen dậy sớm để có một ngày mới được dài hơn nó cũng tan biến. Bao nhiêu thứ chỉ cần một cái cớ nhỏ nhỏ thôi. Thì bạn hãy học cách làm sao khi có cớ nó xuất hiện trong đầu mình, đập nó qua một bên, phủi nó qua một bên, dẹp nó qua một bên, nhắc nhở bản thân mình là ok, mục tiêu của mình là cái gì, mình đang muốn làm cái gì, và phải làm sao luôn luôn vươn lên để tìm cái cách để cho bạn có thể làm được cái điều đó. Đừng để cái cớ nó lẫn dẫn cái đường của bạn, mà phải để cái suy nghĩ của mình hướng về cái lúc nào cũng tìm cách. Ok, video này đến đây nó kết thúc. Khi nào tôi có cái phỏng vấn với lại cô Edith hay là có những cái bước kế tiếp, tôi sẽ kể thêm cho các bạn để các bạn cùng tôi đồng hành trên cái hành trình, cái câu chuyện này, để cho các bạn thấy được cái hành trình của các bạn, cái hành trình của mỗi người chúng ta đi, nó đều có những cái duyên rất lạ,
Và những cái duyên lạ đó bạn làm sao để bạn biến nó thành hiện thực? Đó là cái cách bạn phải làm được điều đó. Vậy nha, tạm biệt các bạn.